theo là một chiếc GZ nhanh gọn lẹ trong buổi sáng đây. Đây đang hướng dẫn chú cách test loa. Đấy, chúc chú đi tốt đường bên ạ. Khá là hay ho. Đấy, khá là xịn sò luôn. Thùng nhựa, ghế tựa lưng đầy đủ nhá, màu đỏ phiên bản đặc biệt này. Xe thì cực kỳ xịn sò luôn mọi người ạ. Đấy, trong về mấy cái dòng này thì đi rất là bền bỉ luôn mọi người ạ. Rất là bền bỉ nhá. Đó, giá có rất là nhỏ luôn mọi người ạ. Đấy thì chúc chú đi tốt đường bền nhá. Ok, thank you chú rất là nhiều luôn ạ. Cái này mở bằng vân tay cho nên nó khá là hoành tráng chú ạ. Đấy, biển 62 Long An luôn. Đấy, có loa nghe nhạc nhá. Con này mình mới quay đầu lại mà mình chưa thèm lên video nữa nghe ạ. Đấy, giá rất là rẻ thôi. Cửa hàng mình thì chuyên bán thay đổi các dòng xe, có hỗ trợ của trả góp và có hỗ trợ ship xe xa 63 tỉnh thành này. Đấy, còn đó thì chú chỉ ở đưa trước bên mình có 25 củ thôi nhận được xe rồi. Đấy, còn lại góp nhá. Đấy, xe mình thì có quá trời xe, phục vụ tất cả mình, có xe bay đi bươn lượn này. Đấy, 35, 45, 25 là có xe rồi. Đấy, chú đưa trước có 35 củ thôi. Đấy, khá là hay. Đấy, mọi người cần thẻ alo mình ngay luôn nhá. Đây GZ này. Đấy, đặc biệt đầy đủ luôn nhá mọi người nhá. Đây này, đầy đủ dòng xe luôn.